Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tại các tỉnh miền Bắc, trong hôm nay nhiệt độ có xu hướng giảm so với 24 giờ trước. Nắng nóng cục bộ chấm dứt ở Tây Bắc Bộ khi nhiệt độ phổ biến dưới ngưỡng 33 độ. Riêng các tỉnh phía đông trời còn có mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ chỉ từ 27-30 độ. Sau những ngày tạm khô ráo và có nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, thì từ ngày mai do sự tương tác với không khí lạnh tầng thấp và rãnh thấp trong đới gió Tây nên Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa sẽ xuất hiện rải rác tập trung trong 2 ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 4 và chủ yếu ở các tỉnh vùng núi. Cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa dao động từ 20-40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm trong vòng 24 giờ. Các khu vực khác có mưa nhưng lượng mưa không quá lớn. Những cơn mưa trong giai đoạn chuyển mùa dễ kèm theo tố lốc và gió giật. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh thành phía Bắc trong những ngày tới sẽ giảm bớt theo ngày. Trong ngày mai phổ biến ở khoảng từ 25-28 độ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc nên vùng thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Nhiệt độ cũng sẽ giảm nhanh chóng trong ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 4. Tuy nhiên mưa lại không xuất hiện quá nhiều trên toàn miền Trung, chủ yếu là xảy ra tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở ngưỡng từ 29-31 độ trong 3 ngày tới, tăng lên khoảng từ 30-33 độ tại khu vực Nam Trung Bộ. Với các tỉnh thành phía Nam, bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm qua tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh thuộc phía Bắc miền Tây đã đón một đợt mưa trái mùa với lượng mưa to đến rất to. Tuy nhiên, trời tiếp tục có nắng vào trưa chiều nhưng cường độ nắng nóng không quá mạnh, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 31-34 độ. Chỉ một vài nơi thuộc miền Đông Nam Bộ là xấp xỉ trên ngưỡng 35 độ. Đến chiều tối nay, những nhiễu động gió trên cao tồn tại và sẽ tiếp tục gây ra mưa dông cho khu vực Nam Bộ. Mưa dông xảy ra vào chiều tối và đêm với diện mưa chiếm khoảng một nửa diện tích. Có nơi mưa vừa đến mưa to, đề phòng xảy ra mưa to cục bộ. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận,
không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.